xin chào, lại là mình Kim Top đây. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng điểm qua 7749 kiếp nạn của con người được camera ghi lại nhé, đảm bảo vui hết cỡ. Nhạc lên rồi, quẩy thôi anh em ơi. Hey 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 hey. Chắc cắn miếng đi. Bố mày bắt đầu tình yêu mày rồi này. Trời ơi, cái con chó này sao mày du duyên quá vậy? Chị gái đang nhảy khô máu mà mày cạp cái mông người ta, ác thiệt chứ. Chị đẹp đang đi trên đường thì bị trai ghẹo. Hello. Thông minh lắm. Ủa, alo, sao cái tiếng với cái mặt của chị đối nghịch nhau dữ vậy? Làm anh trai chạy muốn xúc cái quần luôn rồi. Sao không đi theo ghẹo nữa đi anh? Ủa, alo, chị gái, chị sấy cái gì ở trong đó vậy? Rậm tới nỗi phải xài máy sấy tóc luôn hả bà già? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh xe đèn luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Rồi rồi, đến cái máy còn không chịu nổi luôn mà. Chị cũng ít có ác lắm luôn á. Khi bạn là con ma Valak nhưng mà bạn biết đói bụng kiểu. Nhìn cái gì xin chết bà mình sợ ấy. Ăn uống từ từ thôi, không ai dám giành đâu bà Valak ơi. Ăn mà mặt đúng căng thẳng luôn á trời. Thanh niên đi câu cá, khoe cần câu của mình xịn sò không đối thủ. Wow, đúng là xịn dữ nha. Hàng tốt như này thì giữ mà xài một mình đi anh ơi. Thiệt là mắc cỡ quá trời quá đất đi à. Chị gái được bạn bè ủng hộ uống nước cam không dùng tay. Ôi, ba cái chuyện nhỏ xíu với chị. Cái gì đó bà nội? Nè he, bày đặt tạo nét. Tao nói mắc cỡ dùng chị quá trời quá đất luôn nghe. Đang đói bụng mà gặp đồ ăn, thiệt đúng là vô mốt quá đi à. Bỏ tật ăn dụng nha mồm lèo, giờ thì đố mày chui ra được. Thấy cảnh đẹp quá, anh trai móc điện thoại ra chụp ảnh thì thôi rồi, còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu. Biểu hiện của sự vô tri. Làm nhiều chuyện ghét không hiểu nổi luôn á trời. Phải tập thể dục giống như chị này mới đẹp gái nha mấy fan. Quá dữ chị ơi. Thôi toan rồi, tém tém cái nết lại một xíu mới ok la nha chị. Anh trai tính thử xem cái giường này có nằm khó như lời đồn không. Ui, tính ra thấy cũng bình thường. Bạn mình tin rồi. Nè he, chưa gì mà tự tin. Ta nói cái giường sập một cái cha nội ê mình luôn chứ đùa. Mai mốt gáy ít ít thôi nha anh ơi. Chị gái ra vẻ ngầu lòi và cái kết. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Trời ơi, tao nói nó đáng lắm á. Bớt bớt ra vẻ giùm cho chị ơi chị. Cho cắn miếng coi mồm leo. Này thì cưỡng hơn, dẹp cái mồm thúi vào ngay đi nào. Chị gái có tấm lòng Bồ Tát, thấy con khỉ cô đơn thì quay lại sờ sờ an ủi. Ai dè con quỷ khỉ quay lại nhào vô mặt chị. Cút mẹ mày đi. Thôi rồi, mày xong rồi. Thôi thôi, mày mốt bớt quan tâm mấy cái chuyện thiên hạ đi cho lành chị ơi. Lần đầu đi phóng sinh kiểu. Sao đó nữa. Kiểu rồi chứ biết sao vợ. Đây xin lỗi được chưa. Ui,
Coi chị, lần sau rút kinh nghiệm phóng sinh kiểu khác cho chị ơi, chứ như này thì hao quá hao. Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo nha mấy đứa ơi. Đồ ngu. Rồi rồi, đèo người ta xuống địa ngục hay gì vậy ông già? Ui, đồ chơi nhiều ghê, thích quá đi à. Rồi rồi, tới lũng cái đít luôn rồi. Mai mốt bớt hấp tấp lại nha má. Hãy xem ta đây. Chịu rồi chứ, biết sao vợ. Xin lỗi được chưa? Xem cái gì vậy ba? Quánh gôn kiểu gì mà lạ lồn ghê hả? Ôi ơi, siêu xe bây giờ thành siêu tàu luôn rồi. Cũng chạy bon bon đồ dữ lắm luôn á. Thôi bỏ mẹ rồi, cái chiếc xe gớt ngài luôn rồi anh em ơi. Tiếc dễ sợ. Anh trai tính khoe độ ngầu lời của bản thân và cái kết. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong lòng, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Rồi luôn, khúc này chỉ có lồi chứ không có ngầu nha cha nội. Kiếp nạn 7749 của ông chú áo vàng kiểu. Trời ơi tức á. Tức cái cửa thì ít, mà tức chế độ quay phim thì nhiều. Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi mà. Người thành công thì luôn có lối đi riêng. Ý là nói người khác chứ anh trai này thì té sắp mặt lờ rồi, không có bàn. Bà chị lăm le úp bánh kem vô mặt của anh trai. Ê, cắn nha, có gì từ từ nói quê. Rồi luôn, ta nói nghiệp quật bà chị ngay tại chỗ, khỏi đợi kiếp sau luôn nè. Wow, bánh sinh nhật to quá vậy. Rồi rồi, to mấy cũng đâu có ăn được đâu, gớt xuống đất tanh bành bà đó rồi. Sau khi xem xong video vừa rồi thì các bạn cảm thấy như thế nào? Nhớ để lại chia sẻ cho Bình Top biết với nhé. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.